Em Xuân Hùng xin chào các bác. Hôm nay em Xuân Hùng đến giới thiệu cho các bác một chiếc Gentra. Vâng thưa bác, thì đây là một chiếc Gentra 2009 phiên bản số sàn máy 1.5. Một cái dòng xe của Hàn Quốc và là dòng xe quốc dân. Nó cũng là khá bền bỉ và lành lặn và cũng như là giá rất là rẻ luôn. Với chiếc Gentra này thì được trang bị là màu bạc này, sơn màu bạc nhé. Và được trang bị la răng đúc cũng như lốp mới cả dàn. Đấy các bác, là lốp mới cả dàn này, xe là sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi, bên em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Các bác về cũng chỉ sẵn đi thôi một chiếc Gentra 2009. Và bên em đang chào bán cho các bác với giá là 145 triệu đồng. Giá trên thì còn có thể bớt sâu được nữa các bác nhá. 2009 biển 10 năm. Màu bạc và được trang bị la răng đúc lốp lắp đẹp cũng như sơn xi lộng ngoại thất đẹp. Con này đăng kiểm còn rất dài đến tháng 8 2022. Đấy, các bác tha hồ đi lại nhá. Đấy, la răng đúc này. La răng đúc đẹp luôn và lốp mới cả dàn, sơn xi lộng ngoại thất đẹp luôn. Phong dáng ngon. Đấy, máy móc cầm bệ con này tháo hoài đi thôi. Đấy, sạch sẽ. Hơn 100 triệu cho các bác mà mua chiếc này về đi Tết ạ. Các bác nhớ gần Tết rồi, hôm nay là ngày mùng 2 rồi. Đấy, hôm nay là mùng 2 Tết rồi. Mùng 2 âm lịch rồi các bác. Là mùng 1, xin lỗi các bác, là mùng 1. Là mùng 1 rồi nhá. Thế các bác ơi, chỉ còn không quay đi quay lại thì chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Gần như là không còn hoạt động được cái gì nữa rồi. Bên em cũng thế thôi, chỉ còn 20 ngày nữa là gần như là đứng lại, đóng băng. Lúc đấy là nghỉ Tết rồi. Thì các bác lên chọn cho mình những chiếc xe hợp lý nhất trong cái thời điểm này. Còn ít nữa gần Tết đấy. Ít nữa gần Tết thì người ta đổ xô nhau đi mua. Thì lúc đấy lại đâm ra xe và mua không được đẹp mà lại đắt, giá đắt. Nên bây giờ các bác chọn là hợp lý nhất các bác nhé. Nếu các bác mà đã có những dự định mua xe đi Tết rồi thì lên mua đi. Đấy, và đến bên em Xuân Hùng ô tô thì rất nhiều các dòng xe đi Tết tầm hơn 100 triệu cho đến tầm 300 triệu. Rất nhiều luôn. Số sàn, số tự động đầy đủ hết, không thiếu gì các bạn nhé. Đây là chiếc xe 2009 phiên bản số sàn thì được trang bị la răng đúc này. Đấy, la răng đúc đẹp nhá và lốp lái cũng còn rất là dày, đi lại thoải mái. Cũng như là sơn xi con này đẹp rồi, màu bạc. Nội thất đây, nội thất con này thì khi mà bọc cái này là giống da nhăn nhăn như kiểu xe xịn này các bác nhá. Da nhăn như xe xịn này. Và tất cả những cái đồ này được sơn giả gỗ các bác nhá. Sơn giả gỗ cả trong và ngoài luôn. Một chiếc xe nhìn nó sáng và nó rất là đẹp. Đấy ạ, 2009, nội thất ngoại thất còn sạch sẽ đẹp đẽ, máy móc thì ngon, gầm bệ chắc chắn. Và con này thì đăng kiểm còn rất dài đến tháng 8 2022. Keo chỉ con này gần như là còn nguyên zin ạ các bác nhá. Đây keo chỉ này gần như còn nguyên zin, còn gần như nguyên zin hết đây. Rồi tắp lưu tắp đi sạch sẽ đẹp đẽ luôn, cũng như là ghế này còn rất là dày dặn, ghế còn rất đẹp. Đây sẽ mở cái cốp sau nhé cho các bác xem này. Chiếc Gentra thì cốp của nó cũng khá là rộng. Vì cái dòng này là dòng sedan cho nên là ghế nó khá rộng. Các bác mà mua xe về để chở hàng này, rồi thì cũng như là chở nội thất hoặc là mình chúng ta có thể là chở thêm dịch vụ cũng được. Đây các bác nhé, không bị han mọt đâu ạ. Nhá, không chưa mục mọt gì. Đấy, 2009. Lốp dự phòng đầy đủ và có bộ kích lốp đầy đủ, không thiếu gì. Đấy các bác ơi, chỉ có hơn 100 triệu thôi thì chúng ta đã mua một chiếc xe đẹp thế này rồi. Về sẵn đi thôi, những cái gì mà quan trọng thì em đã làm hết rồi. Còn một số cái lặt vặt, ví dụ các bác về muốn độ thêm cái gì thì chúng ta độ sau. Cho nhá, thì một chiếc xe mua nó giá hợp lý, về độ thì chúng ta độ bao nhiêu cũng được. La răng đúc lốp láp đẹp này. Đấy, la răng đúc đẹp nhá. Và nội thất sạch sẽ luôn, sơn con này màu bạc thì đẹp rồi. Nội thất sạch sẽ luôn. Keo chỉ còn rất nhiều, một chiếc xe Gentra 2009. Sạch sẽ đấy. Và đang bán cho các bác với giá là 145 triệu đồng. Có nhà 145 triệu đồng thôi. Các bác mà đang có nhu cầu mua Gentra thì alo trực tiếp cho em nhé. Con này em có thể giảm cho các bác được. Đấy, giảm sâu được các bác nữa. Cho nên các bác cứ mạnh dạn đi. Mạnh dạn vào giá đi. Rồi em sẽ bớt cho các bác để các bác mua về đi lại trong cái dịp Tết này. Giờ chuẩn bị Tết rồi. Các bác mua về để đi lại Tết nhé. Vì thực sự ra làm cả năm có mỗi cái Tết đi chơi thôi. Xe không có, nhất là nó mưa dầm gió bấc nữa thì các bác ơi, một chiếc xe ô tô thì nó đẳng cấp rồi. Lúc đấy thì tiền không là cái gì cả. Các bác nhá. Khi mà nó mưa dầm gió bấc mà muốn đi nhà nội nhà ngoại tầm 5-70 cây 100 cây thì lúc đấy thì bao nhiêu tiền cũng không lại được. Mà lúc đấy thì không ai còn bán ô tô nữa rồi. Tết thì không ai còn bán ô tô nữa rồi. Thế cho nên các bác nếu như mà không nhanh chân lên là sẽ không có ô tô để mà đi Tết đâu. Đấy các bác nhá, một chiếc Gentra 2009 phiên bản số sàn đẹp như thế này. Và bây giờ thì em sẽ quay máy cho các bác để các bác xem cho nó rõ ràng hơn. Máy cũng cả xèo cái là lỗ thôi, cũng không vì gì cả, máy rất dễ lỗ và êm.
đây các bác nhá. Đấy, máy ở chiếc gân cha này rất là sạch sẽ luôn. Máy này thì làm lại rồi các bác ạ, máy làm lại rồi nhá, chứ không còn zin đâu. Nhưng mà máy êm ru và không biết làm gì cả. Đây các bác nhìn này, rằng nhất của nguyên zin, không bị đâm đụng va chạm từ cái cụ giảm sóc này, cũng đẹp này. Đấy, rồi bên đây nhá, bên đấy rồi bên đây này, bên đây cũng đẹp này. Rồi rằng này, rằng sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, thưa bác nhá, máy móc khô ráo, không một giọt dầu nào thấm ra. Được chưa? Không một giọt dầu nhá, cực ngon luôn. Và keo chỉ cabo đây ạ, vẫn còn nguyên zin, cabo không bị đâm đụng va chạm gì. Một chiếc xe có là chắc chắn và nguyên zin luôn, không bị đâm đụng. Thì các bác đang có nhu cầu mua chiếc này thì alo cho em Xuân Hùng nhá. Đấy, máy móc rất là êm luôn. 145 triệu đồng một chiếc Gencha 2009 nhá. Các bác hãy nhanh tay mua, không để hết xe điện tiết rồi đấy ạ. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại ạ.